Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Không biết là các anh em có từng tự hỏi là chiếc Patek Philippe 5960G010 và 5961R010 có sự giống nhau và khác nhau như thế nào hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đặt lên bàn cân. Patek Philippe 5960 và 5961 là hai mẫu đồng hồ có mã hiệu gần giống nhau và tất nhiên là hai thiết kế này cũng có khá nhiều điểm tương đồng. Trong video lần này thì Gia Bảo Luxury sẽ giúp cho các bạn so sánh hai chiếc đồng hồ này, 5960 và 5961, liệu chúng có điểm gì giống và khác nhau. Trước hết thì chúng ta hãy nói về thời điểm ra đời của hai mẫu đồng hồ 5960G010 và 5961R010. Thông thường thì những mã hiệu bé hơn sẽ dành cho thiết kế ra đời trước và ngược lại, mã hiệu lớn hơn thì ra đời sau. Tuy nhiên với trường hợp này thì chiếc 5961 lại được giới thiệu trước vào năm 2011, còn chiếc 5960 ra đời sau đó 2 năm là vào năm 2013. Tiếp đến là những điểm giống nhau giữa hai mẫu đồng hồ này. Nếu nhìn qua thì bạn có thể thấy rằng hai mẫu đồng hồ này có rất nhiều điểm tương đồng như là kích thước 40,5mm, các chức năng như là chronograph hay là lịch thường niên, bố trí mặt số tương đồng và cả phần vỏ ngoài cũng có điểm chung lớn. Chúng ta sẽ đi sâu một chút nói về bố trí mặt số và các tính năng của hai mẫu đồng hồ này. Cả hai đều thiết kế 3 ô cửa sổ thứ ngày tháng lần lượt ở góc 10 giờ, 12 giờ và 2 giờ. Bộ hiển thị thời lượng COT góc 12 giờ và bộ đếm chronograph có khả năng đếm tối đa 12 giờ đi kèm với bộ hiển thị ngày đêm ở góc 6 giờ. Lý do của điều này là cả hai mẫu đồng hồ đều sử dụng máy CH28520IRM QIA 24 giờ được sản xuất in-house bởi Patek Philippe. Có một thông tin bên lề khác là đây cũng chính là bộ máy chronograph đầu tiên được sản xuất in-house hoàn toàn bởi thương hiệu này. Phần vỏ ngoài cũng có điểm tương đồng lớn với thiết kế càng nối dây vát cạnh và hai nút bấm thon tròn. Tuy nhiên nếu đi sâu phân tích thì các bạn sẽ nhận thấy rằng nút bấm chronograph của mẫu 5960G010 được hoàn thiện cầu kỳ hơn một chút với thiết kế hình chóp với những đường sọc nhỏ. Trong khi đó thì nút bấm của chiếc 5961R010 được đánh bóng toàn bộ. Tất nhiên chúng ta cũng có một điểm khác biệt mà ai nhìn qua cũng có thể nhận thấy, đó là chiếc 5961 thì sở hữu vành benzo được nạm kim cương ống đắt giá, nổi bật hơn hẳn là chiếc 5960. Với những chiếc Patek Philippe dây da, bộ khóa hoa thị là một đặc điểm nhận dạng quan trọng. Và trên thực tế thì đã có rất nhiều khách hàng của chúng tôi chỉ muốn tìm những mẫu Patek có khóa hoa thị hoặc là mua khóa hoa thị để thay cho bộ khóa cài đi kèm với chiếc đồng hồ. Và nếu như xét về bộ khóa thì chắc hẳn là chiếc 5961 với khóa hoa thị được nạm kim cương sẽ đặc biệt hơn hẳn so với 5960 với bộ khóa cài bằng vàng trắng. Bộ dây của hai mẫu đồng hồ này cũng có điểm khác biệt. Một bên là dây da bê màu nâu, còn bên kia là da cá sấu màu đen. Tuy nhiên thì dây da là bộ phận dễ thay thế nhất và cũng có chi phí ít nhất trên chiếc đồng hồ cao cấp. Trong đó bạn hoàn toàn có thể tự sắm thêm một vài bộ dây để thay đổi theo nhu cầu cá nhân của mình. Có cùng bố trí các chức năng trên mặt số, nhưng cách hoàn thiện mặt số của hai chiếc 5960 và 5961 cũng có nhiều điểm khác biệt. Điều đầu tiên đáng nói đến chính là màu sắc. Chiếc 5960 chắc hẳn sẽ nổi bật hơn với mặt số màu xanh đi kèm với bộ kim hai màu phân biệt từng tính năng giờ phút và chronograph. Chiếc 5961 thì nhã nhặn hơn với mặt số đen bóng và bộ kim với tông màu chủ đạo màu trắng. Để tương xứng với vành benzo kim cương thì 8 cọc số của chiếc 5961 cũng được chế tác từ những viên kim cương ống kích thước lớn, được tuyển chọn kỹ càng cả về độ tinh khiết lẫn độ hoàn mỹ. Và như đã nói ở trên thì cả hai mẫu đồng hồ này đều sử dụng chung bộ máy CH28520IRM QIA 24 giờ. Do đó, phần mặt đáy của hai chiếc đồng hồ gần như là giống nhau hoàn toàn. Đều là mặt kính sapphire trong suốt, với phần nổi bật nhất trên bộ máy chính là roto được làm bằng vàng khối và khắc logo thương hiệu của Patek Philippe. Cuối cùng, chúng ta sẽ bàn tới mức giá của hai chiếc đồng hồ này. Chỉ cần nhìn qua thì chắc hẳn là chúng ta cũng đoán được mẫu đồng hồ nào có mức giá cao hơn. Chiếc 5961 với bộ vành benzo, khóa hoa thị và mặt số nạm kim cương ống chắc chắn sẽ hơn chiếc 5960 với khóa cài, vành và mặt số không đính kim cương. Mong rằng là qua video lần này thì các bạn đã có được những kiến thức căn bản để phân biệt được hai mẫu đồng hồ với thiết kế tương đồng của Patek Philippe là 5960 và 5961. Để sở hữu một trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi và nhận mức giá chiết khấu tốt nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.